Tôi khắp mọi nơi vang lời tiếng đàn, người biếu trao nhau những món quà, chúng nhau mừng vui. Nào hay đâu có đêm phượng hành, muôn hài nhí xanh trong đêm lạnh giá, để đêm món quà vĩ đại nhất trần gian. Chúng ta là lý do Giê-xu đã giáng sinh. Chúng ta là lý do cứu Chúa chết trên đôi xương. Nên với thế nhân lạt mắt, Giê-xu phó chính bản thân. Chúng ta được sống trong tình yêu. Trong nhân thế, Chúa dạy ta món quà giá trị là hiến dâng đời sống mình, thế cho người thân. Và một đêm tôi tâm hài lòng, Giê-xu chưa thương trên cây thập giá, chết thay nhân loại vì cớ chúng.